Chúng ta chịu hết nổi rồi, chúng ta phải rời khỏi nơi đây thôi. Sói đầu đàn ơi, chúng tôi sợ quá à. Lỡ đâu hắn biết được chúng ta phản bội hắn bỏ đi như thế này, chắc chắn hắn sẽ giết chúng ta chết mất. Không còn cách khác đâu, chúng ta hãy chạy tới đầu quân cho thần sói tuyết đi. Này, lũ chết tiệt, đứng lại cho ta. Tại sao các ngươi lại bỏ đi? Không ai rồi, là tên thần sói linh hồn, hắn bắt gặp chúng ta rồi. Bây giờ sao đi? Bình tĩnh nào mọi người, để tôi nói lý lẽ với hắn. Thưa thần sói linh hồn, chúng tôi không chịu nổi khi ở đây với ông nữa. Ông bắt chúng tôi giết tất cả những sinh vật vô tội ở đây để lấy linh hồn cho ông hấp thụ. Quá độc ác, tàn nhẫn, chúng tôi không thể làm như vậy được nữa. Cái gì chứ? Lũ khốn kiếp này, khi xưa chúng mày gặp nạn, tao đã liều mạng cứu chúng mày, chúng mày hứa làm tất cả vì tao. Vậy mà bây giờ có một chút chuyện như thế mà chúng mày định bỏ tao đi à? Ngày quá độc ác, ngày biến chúng tôi thành công cụ giết hại sinh vật khác. Chúng tôi chịu hết nổi nữa rồi. Đi thôi mọi người. Lũ khốn kiếp này, các ngươi phản bội ta. Vậy được, hôm nay ta sẽ giết sạch các ngươi, hút lấy linh hồn của các ngươi để bồi dưỡng sức mạnh cho ta. Không xong rồi, mau mau chia ra tẩu thoát đi. Hãy chạy qua bên lãnh địa cầu cứu thần sói tiên. Chết đi, chúng mày tính chạy đi đâu? Hả? Sao lại thiếu một con thế này? Khốn kiếp, không lẽ nó đã chạy thoát rồi hay sao? Mẹ kiếp, không ấy rồi, mình phải nhanh chóng đi gặp hắn mới được. Cứu tôi mày. Thần sói tiết, làm ơn hãy cứu tôi. Báo cáo thần sói tiết, có một con sói lạ mặt bị thương di chuyển từ hướng của lãnh địa thần sói linh hồn tới đây. Mày à, hãy để nó vào trong đi. Thần sói tiết ơi, làm ơn hãy lấy lại công bằng cho tôi, cho gia đình của tôi. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với ngươi? Chúng tôi vì muốn trả ơn tinh thần sói linh hồn nên đã làm việc cho hắn. Thật không ngờ hắn bắt chúng tôi giết tất cả những sinh vật nào mà chúng tôi nhìn thấy để hắn hấp thụ linh hồn của bọn chúng, hòng cho hắn mạnh hơn. Hắn muốn trở nên to lớn khổng lồ, sau đó trấn áp các ngài và giành cả thế giới này thuộc về tay của hắn. Cái gì chứ? Nhưng mà khi chúng tôi giết hại những sinh vật khác, thấy bọn chúng la hét đau đớn, máu chảy đầm đìa, chúng tôi vô cùng đau lòng nên đã quyết định rời khỏi lãnh thổ của bọn chúng. Nhưng thật không ngờ tinh thần sói linh hồn không cho chúng tôi đi, thậm chí còn giết lấy linh hồn của chúng tôi. Riêng tôi may mắn thoát được. Khốn kiếp thật, thì ra là như vậy. Tinh thần sói linh hồn đó dám to gan phá vỡ nguyên tắc của loài sói là giết hại những sinh vật vô tội. Được rồi, ngươi cứ ở đây nghỉ ngơi, thuộc hạ của ta sẽ chăm sóc cho ngươi. Còn ta bây giờ phải đi gặp một người, đó chính là thần sói ánh sáng. Phải có sức mạnh của ngài ấy cùng với ta thì mới có thể đánh bại được tên sói linh hồn đó. Nhanh kia, hôm nay chúng ta đã có một con mồi xuất hiện rồi kìa. Tới đó xé xác nó đi. Chết tiệt, là một lũ yêu tinh chặn đường à. Mẹ kiếp, hèn chi mấy tháng qua tất cử thuộc hạ sói của ta đưa thư cho thần sói ánh sáng đều bị mất liên lạc. Chết tiệt, là lũ yêu tinh này chặn đường tất cả muôn loài di chuyển qua đây để ăn thịt. Được lắm, hôm nay ta sẽ thấy trời hành đạo, xóa sổ sạch các ngươi. Mẹ kia, con chó sói này sao nó mạnh thế, nó còn phóng ra hàng băng nữa. Không hay rồi, chú tả ơi, cứu chúng tôi. Hồ kiếp, lũ chết tiệt này còn có chú tể nữa à? Hay lắm, vậy thì ta sẽ giết luôn chú tể các ngươi để nơi này được yên bình mãi mãi. Cái gì? Là một con sói băng tuyết à? Mẹ kiếp mày, mày muốn lấy mạng tao hay sao? Ngay cả thần sói ánh sáng ở khu vực này cũng phải kiên nể ta mấy phần đó. Thần sói ánh sáng kiên nể ngươi, chứ thần sói tiết ta đây không hề ngán ngươi đâu. Xuống địa ngục đi. Hay quá, con chúa tể yêu tinh hay bắt loài sói của chúng ta ăn thịt đã bị chết rồi. Là một con sói tiết to lớn đã giết nó. Ủa khoan, tôi nhận ra ngày ấy, ngày ấy chính là thần sói tiết, một trong bốn vị thần sói và là bạn hữu vô cùng thân thiết với thần sói ánh sáng của chúng ta.
Ồ, thì ra các ngươi là thuộc hạ của thần sói ánh sáng. Bộ hắn không có ở đây hay sao mà để con quái vật yêu tinh kia lại lộng hành thế này? Thưa ngài, tại vì chúa tể của tôi bế quan tu luyện mấy năm nay không ra ngoài. Chúng tôi ở ngoài này phải tự chiến đấu, tự đi kiếm thức ăn. Lũ yêu tinh thấy chúng tôi yếu ớt nên kéo tới đây săn mồi chúng tôi. Chết tiệt, tinh thần sói ánh sáng không biết hắn tu luyện cái gì mà sao lại để con cháu thuộc hạ của mình chết thế này. Thôi được rồi, ta sẽ vào trong tìm hắn, có chuyện quan trọng. Các ngươi cứ ở ngoài đây đi. Cuối cùng cậu cũng đã tới, thần sói tiếc. Cái gì? Cậu biết tôi tới đây hay sao? Đúng vậy, tôi cũng biết cậu tới đây là muốn hợp sức với tôi giết tinh thần sói linh hồn. Do đó mà mấy tháng qua tôi phải bế quan tu luyện để nâng cao sức mạnh của mình, để chuẩn bị cho một cuộc chiến kinh hoàng. Hả? Thần sói ánh sáng, cậu thật lợi hại. Được rồi, bây giờ chúng ta cấp tốc đi tìm tinh thần sói linh hồn, cho hắn một bài học đi. Khoan đã, thần sói tiếc. Trong thế giới loài sói của chúng ta tồn tại bốn vị thần, nằm ở bốn hướng đông tây nam bắc. Đó chính là sói linh hồn, ta, ngươi, và còn có cả thần sói bóng tối. Bây giờ chúng ta cần phải đi gặp thần sói bóng tối để thương lượng với hắn và phe liên minh với chúng ta. Chứ nếu không để cho tên thần sói linh hồn đi trước một bước thì sẽ tạo ra một thế cục hai vị thần đấu hai vị thần thì không hay đâu. Hả? Đúng rồi hả? Tôi hiểu rồi. Nào, chúng ta nhanh chóng lên đường đi tìm tên thần sói bóng tối thôi. Được rồi, nhanh chóng lên đường thôi. Ở đó rất xa và vô vàn những thứ trước ngại vật mà chúng ta phải đối mặt đó. Trời tôi với sói ánh sáng. Hả? Sao nơi này u ám không một sự sống thế này? Đúng vậy, đây chính là lãnh địa của thần sói bóng tối. Hắn không thích bất cứ sự sống nào ở đây cả. Hắn muốn tất cả đều phải chết chóc. Được rồi, nhanh chóng vào trong tìm hắn thôi nào. Chết tiệt, sao nơi đây lại xuất hiện rất nhiều quỷ thế này? Mày kiếp, bọn giết bọn chúng đi. Bình tĩnh đi. Một nơi tối tăm u ám như thế này, loài quỷ rất thích trú ngụ là chuyện bình thường. Chúng ta chỉ cần tiến thẳng bất cứ con quỷ nào cản đường chúng ta. Chúng ta tiêu diệt bọn chúng thì bọn chúng không phải là vấn đề đâu. Tôi hiểu rồi, thần sói ánh sáng. Nhìn kìa, có những con quỷ khổng lồ lơ lửng trên không đó kìa. Hãy cẩn thận, tôi và cậu sẽ kết hợp giết bọn chúng. Được rồi, thần sói tiên, mau đóng băng thứ đó lại đi. Tôi sẽ đánh vỡ tan thành cơ thể của nó. Hay lắm. Được rồi, nhanh chóng vào trong đi. Chắc chắn tinh thần sói bóng tối đang ở bên trong đó. Đừng chạy, đừng sợ. Lũ thuộc hạ của ta hãy lại đây, để ta ăn thịt các ngươi. Ngon quá. Chỉ trách các ngươi vô dụng, không kiếm thức ăn cho ta, thì ta phải nuốt các ngươi mà thôi. Thấy hắn rồi. Chết tiệt thật. Tinh thần sói bóng tối này lại ăn chết thuộc hạ của mình. Hả? Kẻ nào lạ mặt tới đây đó? Wow, thì ra là thần sói ánh sáng. Cái gì? Còn có cả thần sói tuyết nữa à? Các ngươi tới đây làm gì chứ? Khổ kiếm thật, thần sói ánh sáng. Chúng ta vượt bao cực khổ, nào đã liên minh với cái thứ gớm ghiếc này hay sao? Bình tĩnh đi, thần sói tuyết. Này, thần sói linh hồn, bọn ta có chuyện quan trọng muốn bàn bạc với ngươi. Chuyện gì chứ? Không có lợi cho ta là ta không đồng ý đâu đó nha. Hãy nghe ta nói, trong thế giới loài sói của chúng ta, bốn vị thần sói là mạnh nhất. Tuy nhiên, tinh thần sói linh hồn đã lạm dụng quyền lực của mình, giết hại vô số sinh vật vô tội để hấp thu linh hồn. Hồng muốn trở nên mạnh mẽ, sau đó hắn muốn âm mưu giết hại ba chúng ta để chiếm cả thế gian loài sói này. Bây giờ, tôi mong các cậu hãy liên minh lại với nhau để chống lại hắn. Ồ, thì ra là thế. Nhưng mà có kẻ đã thương lượng với ta trước rồi. Hắn bảo nếu ta giúp hắn giết hai người thì hắn sẽ cho ta 2/3 thế gian này. Cái gì chứ? Kẻ đó là kẻ nào? Thì là hắn, tinh thần sói linh hồn. Chứ còn ai vào đây nữa? Ra đây nào. Hai tên khốn kiếp, các ngươi định âm mưu khử trừ ta? Không dễ dàng như vậy đâu. Nếu ngươi chậm trễ một bước thì có lẽ ta sẽ đứng về phe của hai tên thần sói ánh sáng và thần sói tiếc rồi đó. Chết tiệt, thần sói bóng tối. Ngươi Sao? Bây giờ ta đã có liên minh
các ngươi còn muốn giết ta nữa không? Thứ xấu xa như ngươi, dù có bao nhiêu liên minh, bọn ta cũng phải ra tay. Còn ngươi nữa, tịch thần sói bóng tối, ngươi cũng chẳng tốt lành gì. Hôm nay hai bọn ta sẽ thế thiên hành đạo. Mẹ kiếp, vậy được, ta bấy lâu nay cũng muốn đấu với hai ngươi một trận rồi. Hôm nay hai sẽ đấu với hai, coi thử chính nghĩa công lý. Hai bóng tối sẽ chết chóc, cái nào giành chiến thắng? Nếu hai người giết một mình ta thì ta có thể thất bại, nhưng lần này ta đã có liên minh là thần sói bóng tối, ta không sợ các ngươi đâu. Các ngươi có dùng hết sức mạnh cũng chỉ đấu ngang tài ngang sức với bọn ta mà thôi. Chết tiệt, ngang tài ngang sức với các ngươi à? Vậy được rồi, thần sói tuyết, hãy cùng ta liều mạng với bọn chúng, đưa bọn chúng chết chung, chúng ta cùng xuống địa ngục. Cái gì? Người hù ai đó? Thần sói ánh sáng, nếu người muốn chết chung cả chùm thì được, ta sẽ chết với người.